Đấy, có chị gái Gái hai đứa, này một đứa sao đằng trước đằng sau như và thế một nhỉ? đứa đằng trước đằng sau. À, Ôi lò mo sao Olothan à? hả? À, lò mo Olothan này. À, về về đây cho kẹo này. À, lò mo Olothan. Ở đấy. À, cho kẹo. Ồ, chị Ô, gái. gái này À, lò mo Olothan. Chị sao gái nào là một đứa đằng trước, một đứa đằng sau. Lò mo thế. hả, sinh đôi à, Một tộc kế toán. sinh đôi em gái? Ồ, hôm nay bữa nay ô tổ hùng. Ai à, cho nhẹ ồ, lên trên gì lúc. Xem Ai nào. ồ, một đứa, hai đứa luôn. Hai Một đứa đứa, và nghĩa hôm là sinh nay đôi ấy, có hôm phải nay sinh tụi đôi tụi không nghe hay tụi là giao tụi lót anh lại. em? À đây là anh, còn đây là em. À, Ôi sao mà giời. để dài thế? Hôm nay sấy tụi là. Tụi ni tiếng mõ xuống. Ồ, đây là gần 2 tuổi rồi. Gần 2 tuổi. Đây ăn kẹo, chú cho kẹo. Anh à, nha. Thò tay ra rồi. Đây. Ông mà chờ tụi mình nhiều là. Đó tuổi á? Ồ để ý thôi. Hả? Bố đứa rồi. Bốn đứa rồi Đấy, hả? thấy khổ chưa? Một đứa đằng trước, một đứa Ồ, đằng sau này. đằng trước đằng sau. Khổ quá. À đây còn nhiều các cháu này À, và ồ, các cháu ở đây. Các cháu là vui quá. Về đây xem nào, về đây bác cho kẹo nhé. Về đây, về đây, về đây. Các về cháu về đây đây. bắt cho kẹo nào nè, phú nào thạ Ờ. đây. Về đây chú cho kẹo nào. Ấy hôm nay là có kẹo nhá. Hôm Đi nay đâu về đây? vào đây thấy các Đi cháu đông đâu? cả. Đi học à? Phải Hả? không? Đi học à? Cháu đi học phải không? Phải. Học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Lớp Lớp 2. 2 Còn cháu à. học lớp mấy rồi? À, Nào, quay sao về đây khổ nào. Học lớp mấy? Ai nói ai nói được chú mới cho kẹo nhá. bây giờ ai 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 hát thì cho kẹo. Cho hai gái luôn. Từ Ai từ hát đây, từ thử quá nước thử hai hai mà cái. ô Ồ, lô tha. đây này, cháu gái này đi ấy gì sao mồ hôi nhiều thế Ồ, con trái tả phứ hả? rồi. Xinh Xinh gái. gái quá. À, cửa rất là Nào bây giờ có các tiếng. con hát tặng mọi người một bài hát xem nào, xong chú gì Rồi. cho kẹo nhá. Cùng nhau hát một bài nhá. Cùng Tả hai phứ nhau hát một có bài được hai không? bài. Ừ, Bài hát. gì? Hát bài à chị. Bài trẻ bài ơi bà nhé. Ê, Thuộc bài gì? Thuộc bài gì? Các thôi con thôi thuộc bài bài gì? chị, thôi bài chị. Mẹ hả hải con đã hao tiền mua cho than lên đâu. Đấy, rất là nhiều kẹo luôn. Sao luôn mà hát Ờ, bà. bài gì? Hát bài chị. Hát cho chị. Hát cho chú. Hát cho chú. Đi học về được. À được, đi học đi về học cũng về đi được. học về. Nào. Đi học về, bắt giọng nào. Nào, em bắt giọng nào. Đi học về nào. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát to vào. Hát to mới cho kẹo. Hát to à? Hát to à? Cái con rất ngoan. Mẹ ao y hồ đồ mai. Hát Có thôi, kẹo giỏi rồi quá, đấy. giỏi quá. Có kẹo. Các con giỏi quá. Cho kẹo này. Như Như nào? nào? Chú cho kẹo thì như nào? Cháu xin chú. À, giỏi quá. Cháu xin chú không được, cháu xin cô nhé. Cháu xin chú. Cháu xin chú, xin to hả? Cháu xin chú. Hai tay, hai tay, hai tay. Cháu hai tay, hai tay. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Ok. Giỏi quá. Đã mua cháu, đồ chót rồi kìa. Cháu, cháu, Rồi. cháu, cháu ti, cháu ti tú. Cháu rất là đáng yêu. Ở đây. Như là cháu xin chú. Cháu xin chú. Ok. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Các cháu rất là vui. Được rồi. Bye bye nào, bye Chào các bye. con nhá. Xin Xin chào. Ờ, đi chào. đến lớp nhá. Đi học Đi nhá. học nhá. Lại đi học đây. Giỏi quá, các cháu. Rất là vui. Anh em cũng xin chào các bác anh chị và tất cả mọi người. Chúc các bác anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì anh em chúng cháu lại tiếp tục đi thăm một bà cụ neo đơn ở trên đỉnh núi. Lại xin mời cô bác và toàn thể mọi người cùng đồng hành cùng anh em chúng cháu để lấy cái phần quà đi vào cho bà cụ neo đơn. Vâng, xuất thiệu cũng chào cô bác nhé. Anh em hôm nay lại tiếp tục vào với một cụ bà ở dưới Khâu Vai, cô bác ạ. Vào với gia đình của cụ thì cũng có một cái phần quà của cô Phúc Lâm ở bên Mỹ. Cô Phúc Lâm trước cô gửi tổng là 200 đô là 4.809.000, thì cô cũng có dành tặng cho hai bà cụ, mỗi bà cụ là 1 triệu đồng dùng để mua quần áo và chăn ấm. Đợt trước cây Xuân Thiệu cũng đã vào trao một phần quà cho cụ bà ở trên đỉnh núi rồi, hôm nay lại tiếp tục một cái phần quà nữa vào trao cho cụ bà ở dưới Khâu Vai. Cô bác ạ, cũng xin được cảm ơn cô Phúc Lâm rất là nhiều, những cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa. Hai cụ
bà đều có những hoàn cảnh cũng rất là khó khăn ấy, không biết là con cháu có nhiều hay không nữa. Thế nhưng mà hiện tại hai cụ cũng đang ở neo đơn, nhưng hoàn cảnh cũng rất là khó khăn ấy. Cụ các cụ cũng có tuổi rồi nên là có được cái phần quà này vào dành tặng cho cụ thì cũng rất là thiết thực. Cũng cảm ơn cô Phúc Lâm ở bên Mỹ rất là nhiều. Bây giờ thì cũng mời cô bác cùng theo hai anh em nhé. Vừa vào đến đây thì thấy các cháu ở trong bản này đi học đông vui quá. Cũng nán lại một chút để tặng cho cháu mỗi cháu một cái kẹo. Đấy, đây này. Các cháu đi học nhưng mà có kẹo thì nắng quá chắc là nghỉ tạm ở đây rồi. Ngon không? Các con ngon không? Ngon không? Ngon. Là sao bác vào có kẹo lại hát tặng bác một bài nữa, bác lại cho kẹo nhá. Được không? Được ạ. Được không? Được ạ. Được không? Được rồi. Được rồi. Tôi nói to vào mới được nhá. Giỏi quá nhỉ. Đây là các kẹo. Cháu đang đi lớp của bác ạ. Anh em chắc cũng đi với bà cụ thôi. Đi thôi nhỉ. Xin chào nhá. Xin chào. Xin chào, xin chào. Đây là cũng cụ bà cũng là ở trên đỉnh núi của bác ạ, nhưng mà đây là nó núi đất thôi, không phải là núi đá. Một bà cụ ở bên Lung Lư thì ở trên núi đá, còn đây thì là núi đất. Đây này. Đây, mồ ở đây vẫn còn ở đây là đây cái này. Đỉnh núi rồi anh ạ, ở trên đỉnh luôn ấy. Đúng là anh mình cũng đi qua nhiều lần nhưng mà đúng là cái khu này là cái đỉnh núi luôn. Đâu xem nào. Cũng đây chưa đây. Ngắm ở đây lần nào. Đây là nhìn xuống cái dọc sông Nho Quế là cũng thấy một loại ít ở bên kia. Đấy, xa xa kia là dòng sông Nho Quế rồi các bác ạ. Đấy, một dòng sông rất là trong xanh luôn. Đó, cả cái khu đây là bao quanh toàn là núi hết. Vượt những cái đỉnh đồi núi kia cao kia là đã là vùng biên cương rồi. Đấy, đây nó thuộc là một cái khu thung lũng. Còn phía dưới này là đường chính đi. Đó, hai anh em cũng lên trên đỉnh gần nhà cụ rồi. À, các cháu lại chạy toan rồi. Cởi cái phần quà ra đi. Vâng. Hôm nay vào với cụ thì cũng có những cái bộ quần áo ấm và chắn ấm nữa cô bác ạ. Đây, phía dưới này cái ngô vẫn còn xanh lắm nhỉ. Cái này là... Ở đây do là cái thời gian vừa rồi đầu vụ trồng ngô kia thì hạn hán nhiều ấy. Đâm ra là cũng hạn hán không dồng được. Bây giờ mới gọi là còn xanh ngắt thế này. Bây giờ mình cũng đi vào nhà cụ thôi. Cụ bà này thì cũng không biết là có nhiều con cháu không, nhưng mà ở cái nhà này, nhà tranh máy lá này cũng khá là lâu rồi. Cái này trước anh em mình vào đây thì cụ cũng có nói là máy chủ năm rồi ấy nhỉ anh? Chục năm rồi. Vâng. Không biết là cụ có ở nhà nữa không á? Không thấy ở nhà rồi. À? Ba ơi! Bò! Ây da! Nhá chê! Cụ đang ngủ nhá chê, nhá chê. À cụ đang ở trong nhà ấy. Cụ đang ngủ à? Đang ở trong dừa. À vâng, con chào cụ nhá. Nhá chèo. Cụ đang nghỉ chưa ư? À chị Pita Sô Lò. Mệt mỏi nên là nghỉ một lúc. À cụ mệt á? Và cụ mệt nên là nghỉ. Dạ dạ vâng. Ở trong cái nhà của cụ à. Hơi tối nhỉ. Do là ở trên là đỉnh đồi cao ấy, cụ phải quây kín vào để cho mùa đông giá rét gió khỏi lộng ngoài nhà ấy. Đấy, đây này cô bác. Xung quanh đều là những cái mảnh nhất này. Cái bóng điện đâu em bật lên cho nó sáng tí. À. Đây đây, bóng đây đây nhưng không, mà cũng không tắt ở đâu. Chắc là ở đây thấy cụ cũng sao? Có kia. Đấy, đúng rồi. À đúng rồi. Đấy, phải có điện đấy các cụ ạ. Ô, cụ nằm không giải chiếu ra nằm ư à cụ? Apu chỉ bỏ chán rồi. À, sao sôi rồi? À, cụ bảo là chờ này thì cụ sẽ không giải trí. Cụ bị mệt hay sao ấy? Ăn nó sủ rồi. Ăn cụ ăn cơm chưa? Chỉ tắm thôi. Nói tiếng trái tim mới á. Cụ bảo là cụ cũng thời tuổi của cụ ấy, cụ cũng ăn hai bữa thôi, một bữa sáng và một bữa tối. Vâng. Nó tỉnh á? Tỉnh. Ăn hai bữa thôi. Ăn hai bữa thôi à? Dạ. Ôi.
cụ phải ăn hai bữa. Đây này, những cái nồi niêu của cụ đây, nhưng không biết là còn cái gì nấu ăn không á. Cái này phụ mới chỉ nó à? Cạn nhăn hết rồi cụ ạ. À, không có cái gì. À, đây còn một ít rau cải đây, nhưng mà không có mèn mén rồi. Hết mèn mén rồi. Không gì hả chị? À, nước thôi. Nước à? Vâng. Ban ngày thôi nhưng mà trời cũng khá là tối. Ờ, không gì hả chị? Bò. À, cái... à, cái vỏ ngô. Vỏ ngô à? À, cái vỏ... À, 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 à. 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 Cho bia bà vui á nha. Hoan hô. Còn vào thăm bà. Chắc là ngày nào các cháu cũng vào nhà hát như thế này với bà. Thế là các con hôm nào cũng vào đây chơi với bà. Mẹ, nói thật cái này là hai mẹ đi trao phòng này bây giờ. Thế nhớ. Thế này. Thế chị à? Rồi à? Dạ. Bảo là ngày nào các cháu cũng về hát như thế để cho bà vui. À. Vâng, vâng. À, bà bảo là hôm nào ấy các cháu đi học về là các cháu cũng hay chạy ra đây để hát tạ cho bà một bài xong là các cháu mới về. Vâng, cũng chúc bà mạnh khỏe nhá. Cô hôm nay là chắc là bị mệt rồi. À, mệt rồi. Các cháu rất là vui. Cảm ơn các con nhá, các con hôm nay vào hát tặng cụ nhá. Rất là vui, các cháu luôn. Rất là tuyệt vời. À, rất là tuyệt vời. Các con ở trong cái không khóm khu này của bác do là cụ ở một mình ấy nên là hôm nào các cháu cũng vào đây để mà hát tặng các cụ, đấy, mới lại vào thăm cụ ấy để cho cụ được khỏe mạnh ấy, kiểu như là có một cái niềm vui nhỏ nhỏ có bác ạ, ai cũng vậy thôi. Nhiều lúc về già ấy, có được các cháu bầu bạn như vậy cũng rất là vui rồi. Bye bye nhá. Chào các con nhá. Chào các con nhá. À, có chị nữa. Chị cũng đi theo các cháu đi ấy à, đi đón các cháu về à. Ông muốn tỏ lại cho nhau cảm giác rồi đó. Ờ, bye bye rồi la. Chào bye nha, chào các con nha. Xin chào. Hôm nay chắc là hai chị này thấy hai anh em vào đây như thấy người lạ vào đây. Người lạ đấy. Và hóng. Và rất cũng... tuyệt vời. Đấy, con cũng chúc bà thật nhiều sức khỏe nhé. Vâng, vui quá cụ nhỉ. Rất là vui đấy. Hôm nào được các cháu đến đây thăm bà như vậy cũng rất là vui rồi. Ờ, mua cho mình nhiều xanh to. Chạy như rồi dù lầm không thì chạy trong xe lo. Ờ. À, bà cũng bảo là các cháu họ Hàn ấy là các cháu đi học về thì cũng hay vào đây mỗi lần tan lớp tan trường thì các cháu cũng hay về đây để hát tạ cụ một bài xong là các cháu mới về nhà. Và... cũng rất là hoan nghênh các con ở đây nhỉ. Đấy, mỗi một lần các cháu hát xong như thế thì cảm giác như kiểu là thêm cái động lực cho cụ nha. Kiểu là tăng thêm tí tuổi thọ cho cụ nữa. Nhưng mà có vẻ hôm nay cụ bị ốm hay sao ấy. Ơ, chỉ trong nhớ chả nè. Ừ. Ờ. À, cụ bảo là cụ vẫn khỏe nhưng mà vừa rồi là anh em chống cháu vào ấy, thì cụ đang nghỉ ngơi. Cụ vừa mới nghỉ ngơi dậy ấy. Kiểu là... chưa được thoải mái. Chưa được thoải mái chắc là phá hỏng giấc ngủ trưa của cụ thôi. Con xin lỗi cụ nhé. Chị sẽ sao để cháu ý tôi là mình bị chị tao đoán tôi hả? Cụ bảo là giờ gọi là vừa nãy cụ cũng đi đâu về chắc là mệt nên là cụ mới lên trên giường nằm một tí thôi. À, cụ đi đâu về hả? Vâng. Trời ơi. À, nhà cụ có có cái ổ trứng to nhiều thế đến này. Ai à. Ôi, cái chân nào đó. Một ổ trứng luôn. Một ổ trứng luôn. Cái này cụ lấy về luộc ăn cụ ạ. Nếu không thì cho khỏe. Mua ở lò. Kỹ nó hóng nó lời hóng mua để đấu. À. Cụ bảo là cụ không ăn đâu, cụ để làm giống. Để làm giống nó ấp nó nở lên. Thôi cứ lấy một hai quả về luộc ăn cũng được, để cho khỏe. Chưa cá lò, khó rồi, hóng nó tới ta.
À, cụ bảo là ăn hết là không có gà con nữa. Không có gà con á. Đấy, lấy cái phần quà này xuống và dành tặng cho cụ đây. À, cụ ơi, hôm nay hai anh em con vào đây thì cũng có cái món quà này để dành tặng cụ nhá. Cái món quà của cô Phúc Lâm ở bên Mỹ có gửi tặng cho cụ nhá. Gồm quần áo ấm với lại chăn ấm của cụ nhá. Nepo. Nó ní tôi mới tụi bây. Bắt đầu Phúc Lâm này mua ý cho con giờ, ý cho khao. Thế chắc bà thế, mua tất cả ổ lọ này ổ tập bư. Thế tập nào ai à, ừ. Ai à, chưa cha. Cụ cũng bảo là cụ cũng già rồi, cụ cũng ở rất là xa nên là cụ cũng không có cái đô lời cảm ơn được với lại cô chú bác nữa. Chưa cha, mình chưa xác sinh là tỉnh đi tạo. Là nhớ hào lúc thì chỉ đi ạ. Là nhớ hào lúc rồi. Ây dồi ơi. Ừ, không không đâu có cụ là cũng rất hết rồi. Vâng, dép dép đẹp dép mới đấy cụ ạ. Khóc chí ạ. Ấn gặp đi đi ạ, khăn đạo ạ. Thật tình đúng nó mà trong. Ây dạ. Cụ bảo là có cái đôi da dài này thì đến mùa đông là cụ sẽ không bị lo lạnh nữa rồi. Ôi ô, ý cho phổ thế. Phổ mông hả? Cụ bảo là sao lại anh lại mua được cái khăn của đồng bào cho cụ nữa. Đây là đồng bào người Hơ Mông. Khăn mới con mua cho cụ đấy. Chiều hả? Lấy cho này dân đồng cho này. Cụ bảo là có búi tóc đẹp thế. Cụ bảo là cụ cái này cụ giống tạm thôi. Có cái khăn mới này cụ phải đổ luôn. không cần đâu cụ ạ. cụ bảo là có cái khăn mới rất là đẹp đấy nên là cụ không có tiền để đưa lại cho anh mình. Cái này không phải đưa lại cho con đâu. Ây da, xây hả luôn cụ ạ. Trẻ hơn một tí cụ ạ. Tao tập hồi tạm mà trong dây mình gì ạ. Ây da, trẻ hơn một tí. Trẻ hơn một tí ạ. Cụ bảo là đỏ cái khăn sau là trẻ hơn một tí. Có cả tất nữa, tất lấy ra cho cụ xong là có áo ống với lại mấy cái áo cộc cho cụ. Một thọc khử đấy. Ông cả thọc khử. Ông cả thọc khử ở trong là không đau nè. Có cả tất nữa. Trời lạnh thì cụ đi cả tất cả dây vào cụ nhá. Vâng. Tôi nói mà ở trong không thọc khử sao sẽ không đau. Muốn trả lời này. Không sao cụ ạ. Cụ bảo là anh cho cháu lấy vào cho cụ là cụ lấy luôn đó. Ôi nó chọt chứ ồ. Nó chọt chứ là rồng cao. Này. Nhưng mà thân thật thì nó nói mà nào. Cụ bảo là cụ mà vào luôn đấy. Mà vào luôn á. Xin xin thật chứ. Sơ sơ thế nhở? Cụ bảo là ấm rồi. Ấm rồi. Cái áo này kiểu như dạng áo phao của bác ạ. Áo này nếu mà mùa đông mặc thì rất là ấm luôn. Lúc này phim hoàn tốt mà chỉ cho bác bà. Hay cụ bảo là buổi tối ngủ thì không phải đắp chăn nữa. đúng rồi. Anh sẽ xì ký lửa lo lắng chứ. Bà bảo là bà sẽ quay một vòng thế này. Quay một vòng. Tao. Rất là đẹp cụ ạ. Rằng rằng gà hả? Rằng đó. Thế cụ bảo là bây giờ cụ sẽ cởi ra. Cụ sẽ để hôm nào là lạnh đó. Ở trong này vẫn là quần áo cụ ạ. Ở trong đấy có rất là nhiều quần 2-3 cái quần. Đấy, 2-3 cái quần, quần cái khót thịt chứ. Cho người già. Cái quần lì ấy cụ ạ. Quần lì cụ ạ. Đúng rồi. Thế để đây cho cụ thôi anh ạ. Còn mấy cái áo cộc tay nữa em lấy ra bảo cụ lúc nào ấy thì mang vào. Cho non tao. Cho tay luôn.
Ờ đúng rồi, cái áo cọc tay cụ ạ. Để đây cái vào trong cái túi cho cụ thôi anh ạ. Ờ, cứ gọi để gọn vào đấy cho cụ thôi. Bây giờ nói chung lấy ra thì cũng không biết là treo vào đâu cho nó được gọn lặng vào ấy. Chuối đầy phản đấy hả? Ờ, đàn nhi hả? Ờ, đây. Ờ. Ấy à, anh chế? À, sửa mà. Vâng. À, cụ bảo là à, thật sự thì à, cái chân này là cụ chưa được biết đến đấy. Chưa biết đến à? Ờ, chỉ tao mới đại phản trước rồi đó. À, cụ bảo là cụ chưa bao giờ có một cái chăn nỉ như thế. À, cái chăn này chăn chiên. Vâng, chăn này chiên chăn hai lớp rất là vâng, ấm luôn. Này bật chứ hả? Nó mà ấm mà lần thế mà vô. Ôi giời, à, cụ cũng bảo là để à, mấy hôm nữa chờ hôm nào chờ lạnh lạnh ấy thì cụ sẽ à, lấy ra để cụ à, đắp khi nào mà lạnh ấy. Ờ. À, sẽ để vào đây nhẹ cụ nhỉ. Để vào đầu giường cho cụ đừng cái. Em ạ. Cả cả cái này lấy cụ nhá, tạt hoa hơn tí nhá. Ngã hơn thì muốn tạt sao á? Ừ, lấy trên giường của cụ đây, luôn đấy. Đây giường của cụ đây, nhưng mà mỗi lần cụ ấy còn cụ phải còn cuốn hết cả cái chiếu vào đây này. Đấy. Đây để cho cô bác, cụ cũng không có cái quần áo gì nhiều, mới lại cái chăn này chắc là rất là cũ lâu chắc rồi. Quần viên nhà cụ cũng chỉ còn vẹn như vậy thôi. Cũng cảm ơn cô Phúc Lâm ở bên Mỹ rất là nhiều, một cái món quà rất là thiết thực và ý nghĩa dành tặng cho cụ. Vậy là mùa đông năm nay cụ có chăn có áo ấm rồi cụ nhé. Ờ. Xong đến đâu nó mà mua con giờ xong ha, mua bà chữ số vô là ớ. Ê à. Nên cho mình nhuộn nên bố bố lũ bố nên để ngã tu bố bố vô bố. Nà mà bố dạy bố nên chỉ mua mì khó nhé chỉ mua áp. À, không có sao đâu bà cụ ạ, không sao đâu. Dạ vâng. Ờ, rào tao, rào tao. À, dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. À, không sao cụ ạ. Đấy, cụ cũng bảo là à, thật sự ấy thì cụ cũng không biết phải nói như thế nào. À, các bác ấy rất là yêu thương đấy, cụ ấy mới gửi được cái quần cái áo và cái chan nữa cho cụ thì cụ cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì là cụ cũng muốn nói những cái lời cảm ơn đấy, nhưng mà do là không biết tiếng nên là cụ cũng bảo là nhờ anh em cho cháu truyền cái câu cảm ơn cho tới các cô các bác. Bảo là rất là cảm ơn cô bác đã mua những cái giày rồi là những cái quần áo ấm để năm nay thì cụ bảo là không sợ lạnh nữa rồi. À. Ta bên hôm nay mua gì lo? Chỉ mua. 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 Chỉ lấy ít gạo cho cụ thì cụ mà mình thôi, cụ A không được bao nhiêu nên là vẫn còn một ít. À. Vâng. Không biết là cụ có nhiều con cháu hay không nữa, thế nhưng mà mỗi một lần hai anh em vào đến đây thì thấy toàn là thủi một mình như vậy thôi các bác ạ. Sức khỏe của cụ chắc càng ngày càng yếu rồi. Cụ năm nay đã 80, hơn 80 tuổi rồi. Anh nhân ơi, cha đây, cha có thể lọc hả? Nước ở nước cụ lấy ở đâu về? Là to nhé. À, cụ không bảo là có một nhà ở ngay ở đây đấy, là cũng kéo nước, họ kéo nước về đến đấy nên là cụ cũng mà mình không dọc được bao nhiêu nên là cụ cũng sang bên đấy thành thỏa là lấy một ít về thôi. À, tức là cụ khác đi sách thôi. Ồ, chứ tổng mua một cá lỏ. Ồ. Đấy, cụ cũng bảo là à, có một nhà bên cạnh này thì họ cũng kéo về, có không nếu mà cụ không dòng ở đấy thì cũng không xin nước ở đấy thì cụ sẽ phải xuống giữa cái khe ở giữa này để lấy về. Ồ. Nếu mà mỗi một lần đi xuống dưới cái khe thì rất là xa luôn và còn là lên dốc nữa. Ồ. Nên là cụ mới sang bên này để gọi là thành thỏa xin một ít nước. Ồ. Thôi. Thế thì ví dụ bình thường hái củi rồi nấu nướng các thứ này là không có các cháu nào đến để mà giúp cụ toàn cụ khác lo hết ư? À, một tiết tờ một ua uốn thì chỉ mua cho tu sinh nó bao rồi thì tu ua hết rồi. Chỉ mua tu sinh cho tu sinh một cậu đôi tay chỉ mua tu sinh. Cụ bảo là cụ khách có các cháu nhỏ ấy nhưng mà nó đi học hết rồi nên là
cụ thừa thừa cụ cũng đi lấy củ lấy cái gì cụ cũng đi một mình thôi. Vâng. Thế cụ có không có con trai hay là các cháu ở ngay gần đây thì về ở mấy các con hoặc các cháu thì đỡ vất vả hơn cụ ở thui thủi một mình như vậy, có tuổi rồi ấy, thì còn phải nấu nướng như vậy vất vả lắm cụ ạ. Ông mua cho mình tu dù mình tu sang đây nhó rẻ tổng đó là nhó hà lò ở thì tu nhó thì mà nó sẽ khư hư à. 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 Chị đúng nó. À, cụ không bảo là cụ sống và ở quen như vậy rồi. Thì lúc mà hai ông cụ ông với con ấy thì cụ ông với lại bà thì vẫn sống ở đây rồi. Thì khi cụ ông không còn nữa thì bà vẫn gọi là sống quen trong cái căn nhà cũ thì cụ vẫn sống ở đây thôi. Nhưng mà đi ở với con cháu thì con cháu đi làm cụ cũng phải đi làm nữa, bởi vì là cụ không đi làm ấy thì cụ cũng có cái gọi là cụ cũng phải ăn nữa ấy. Ý là không muốn phiền đến con cháu ấy, sợ là không được làm được con cháu lại khó chịu kiểu là thế. Cụ cũng chỉ muốn thôi thổi một mình như vậy thôi. Nhân thì mà tư làm thành khứa khứa à. Hình như là đặt trước cửa cụ thì vẫn không có cái rau gì nhiều hay sao nhỉ? Mới có cái rau gì đâu. Chỉ một rau chỉ ớ, nỉ tài. Ở ngoài này thì đau không là nưa hết thôi. Không, không thấy cái gì nhiều nữa. Cái này hàng rào đây rồi. Hàng rào đây rồi. Của trước các thứ này. Vâng. Nóng quá nhỉ, nóng rất là đây, nóng, ở đây nóng thật đấy. Đây, nhà cụ rất là thấp luôn. Bình thường thì đứng thì còn cao hơn cả cái máy răng này. Đây này, cái gọi là ngăn tầng này rồi đấy. Nhưng mà may cái máy răng này còn mát hơn là cái tấm bờ lô. Đúng nhưng rồi. Mà là cái bờ lô mà cái nhà thấp này chắc không ở được á, gần như là một cái lò luôn. Vâng. Các cháu đi lên trường hết rồi. Đi lên trường hết rồi. Nó một lần đi học về hoặc là đi lên lớp thì lại ra đây hát tặng cho cụ bà một đây, bài đây, hát. Đây là cái tuyến đường các cháu hay đi học của bác ạ. Đấy, ở trong này cũng không biết là có bao nhiêu hộ thế nhưng mà có cái tuyến đường gọi là của bà con đi. Đây, thẳng lên trên này, đường ở xã trên này luôn. Nhà cụ thì ở ngay dãy đường. Đây thì nó cũng là thuộc đỉnh đồi đỉnh núi rồi. Không có rau cỏ ở đâu thế này, không biết là bình thường cụ ăn lấy rau ở đâu mà ăn á nhỉ. Chỉ mua rau thôi, rau chiều. Chỉ mua làm vô tô la tê tê, tôm chè, tôm. Cậu cũng bảo là không có rau ăn ấy thì cậu cũng thỉnh thoảng là đi xin rồi là đi thấy ở trong nơi nhà nào có nhiều một tí thì cũng đi xin hộ một ít thôi. Bây giờ không làm được thì đành phải vậy thôi. Vâng. Khả năng là anh em cũng đi thôi. Nhé. Vâng. Vâng. Cụ nghỉ ngơi nghỉ chơi cụ nhá. Anh em chúng con hôm nay vào buổi trưa đâm ra là cụ lại mất giúp nghỉ trưa rồi. Nhỏ ở hiện tại ít một chế ở. Ít một chế ở. Hay đi ở. Dạ vâng vâng. Xin đấy nhá. Dạ vâng. Cụ nghỉ ngơi đi nhá. Nhỏ. Hôm nay các con lại vào thăm cụ tiếp cụ ạ. Dạ vâng. Vâng. Vâng, có chào cụ nhá. Anh ơi. Dạ vâng. Và buổi trưa đâm ra là mất giấc ngủ của cụ rồi. Bây giờ thì anh em tiếp tục lại trên những hành trình mới thôi các bác ạ. Cũng rất là vui, cũng xin được cảm ơn cô Phúc Lâm rất là nhiều. Một cái phần quà rất là lớn và ý nghĩa cho cụ già neo đơn. Vậy là Xuân Thiệu cũng đã trao được hai cái phần quà rất là ý nghĩa của cô cho hai cụ rồi. Cũng xin được cảm ơn cô Phúc Lâm và chúc gia đình cô thật nhiều sức khỏe và được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Có lẽ là Xuân Thiệu cũng chia sẻ cái nội dung của mình hôm nay ở đây thôi các bác ạ. Cũng xin chào và hẹn gặp các cô chú bác ở những video lần sau.